Ok, chào mừng anh em đến với shop cày game giá rẻ. Thì shop hiện tại có rất là nhiều chức năng luôn, nào là cày Golob nè, hôm đưa ngày nè, shop Rock và Robot ha. Và hiện tại Robot này không bị ban nha anh em. Hiện tại Robot này là các chức năng mới nha, không phải refund nha anh em. Và hiện tại có 1.600 nè, 800 nè, 400 nè, sẽ tính thuế trong cái phần của anh em khi anh em gọi là mở khóa ha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào, let's go. Ok anh em ơi, và Anime Dimension lại update anh em ạ. Wow, update gọi là khá là nhiều luôn anh em. Đầu tiên là update con mới, đó chính là con Cybot anh em. Rồi, lộn, Cybot thì mình sẽ test nó cho con em coi luôn ha, xíu đi. Update thêm con Ray anh em, con Ray nữa. Và ở đây chúng ta có cái này đây, nó búp cực kỳ nhiều luôn, nó búp quá trời búp luôn anh em. Wow, đó anh em, chọn mấy này búp quá trời nữa. Bây giờ sưu tầm một cá sấu thì một cá sấu boy. Wow, vậy thì mình sẽ mua con xứng đáng cho mình cày ha, sắp đủ một cá sấu rồi. Wow anh em, khá phê nha, không đùa đâu, phê lắm đấy. Đây mình búp được búp nè, đây rõ ràng mod dam có nè, HP Zener 64.4% luôn, nhiều lắm anh em, quá trời nhiều luôn á, búp khá phê. Và mình sẽ test con Cybot cho anh em coi luôn ha. Đấy, cho vuông. Mới kéo xong để cái update, không hiểu luôn. Đây, test cho anh em coi để cho anh em biết cái tầm chiều cao trong rộng. Ok ha anh em. Đấy, rồi để tôi vô test thì nhẹ thôi, bình luận phải xuất sắc lên. Đấy, đánh giá cực kỳ nghiêm trọng lên. Rồi, vô. Ngoại hình thì thấy đẹp đẹp á, quên tắt custom. Đầu tiên là chiêu 1, chiêu 2, ok, chiêu 3, chiêu 4. Rồi, anh em xài con này đi, xài đi, đúng rồi, xài đi, đừng bỏ nha. Mạnh rồi đó, chiêu 1 là khạc lửa, chiêu 2 là Gobo Gomono. Đấy, chiêu 3 giống như Tone Zero, chiêu 4 là trưởng, chiêu 4 rồi. Mạnh nha, mạnh nha, anh em xài nha, thoải mái nha. Ok, và đó là video tại ngày hôm nay, ít thôi anh em, đấy, khá ngầu anh em ạ. Ok, chúc anh em càng vui vẻ nha, bye bye. Video này khá ngắn tại vì mình gọi là không có gì để review hết ha. Ok, và còn cái nữa anh em, quên, đáng chí quá. Đây, nó update cho anh em cái này nha. Đây, chế độ hardcore nha anh em. Ok, và đó là toàn bộ ngày nay, hãy để like, share, subscribe nhé. Ok, bye bye.